Ngồi đi, thẳng thế nè. Đây là vịt quay Vân Đình. Nhiều người bạn mình khen là chỗ này có vịt quay rất là ngon, nhưng mình chưa bao giờ có cơ hội để ăn thử. Thì bây giờ mình sẽ mua ngay để về nhà thưởng thức, để xem nó có ngon như lời đồn đấy. Phá cầu đấy, mình rất là đam mê ăn phá cầu các bạn ạ. Vừa tốt cho tóc, vừa ngon. Phá cầu quá đỡ buồn. Con cái gì? Ai ơi mà. Ok các bạn ạ, bye bye nha.